Mùa thu Hà Nội đi ăn ốc thì còn gì tuyệt vời hơn phiên bản quán ốc của hot TikTok. Chưa như vậy thôi, đợt này thì mình mới biết đến ốc Gao qua TikTok của anh Thanh Ốc. Và mình đã có dịp ăn hai cơ sở của anh. Một cái thì là ở Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm. Cái thứ hai thì là ở Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, để có một cái nhìn khách quan nhất và có góp ý chân thành với anh đây. Đặc biệt là cơ sở Võ Thị Sáu thì mình ghé sau dịp bão vừa rồi nên là mặt tiền thấy khá là te tua. Mức giá của quán sẽ ở tầm giữa, kiểu không phải là rẻ nhưng mà cũng không đắt đâu. Nếu bạn nào mà thích ốc sốt giống như mình thì chắc là sẽ hợp với cái menu ở đây đấy. Bởi vì mình thấy là họ có khá là nhiều các loại sốt để lựa chọn, và những cái món bestseller của họ thì cũng đều là thiên về các loại sốt thôi. Nhưng mà lại có một điểm trừ, đó chính là mình thấy làm không được đều tay. Ví dụ như món ốc hương trứng muối thì mình thấy bên cơ sở Phùng Hưng sẽ làm ngon hơn và đậm đà hơn so với cả bên Võ Thị Sáu. Cái món ngao hấp Thái thì mình ăn ở một bên là ngao hoa, một bên là ngao thưng, thì cả hai đều ok nha. Nước Thái rất là đậm đà và ngao thì cả hai loại ngao đều không bị sạn. Mình khá là tiếc về cái món nem chua rán vì họ không có một cái nước chấm đặc trưng dành cho món này. Nếu thay được cái tương ớt đóng chai thông thường thành một loại tương ớt cay đặc trưng nhà làm tự pha chẳng hạn thì mình nghĩ là món này sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Với hậu ở hai cơ sở này thì mình thấy cũng có sự chênh lệch về hương vị luôn. Vẫn là hàu nướng phô mai và mỡ hành thôi, nhưng mà mình thích ăn ở bên cơ sở Phùng Hưng hơn nhiều. Ở bên cơ sở Võ Thị Sáu thì mình đặc biệt rất là ưng cái món sò huyết sốt bơ tỏi nha. Đậm đà này, được làm dậy mùi và rất là hợp để chấm với bánh mì. Đó, sơ sơ là những cái điểm khác nhau như vậy giữa hai bên. Mà ốc Gao thì còn có mấy cơ sở nữa cơ. Về ốc Gao ở bên Phùng Hưng thì mình thấy không gian là ngồi vỉa hè là chủ yếu, nhưng mà bên Võ Thị Sáu sẽ là ngồi ở trong nhà. Cả hai cơ sở này thì chỗ đỗ ô tô xe máy đều thoải mái. Mình quên mất một điểm, đó chính là cái muối ớt đỏ xanh của cả hai cơ sở đều ngon nha, và cả sung cũng ngon luôn. Đó là những trải nghiệm khách quan của mình ở tại ốc Gao. Các bạn thì đã ăn thử chưa?